Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với 3 phút khám phá cùng với Hika. Thì hôm nay mình sẽ thuần phục một con rết to mà hôm trước mình đã làm video. Thì mình sẽ chỉ bạn cách thuần phục một con rết để mình có thể thoải mái cầm, nắm hay để chất bò trên người một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái mà không bị lo rằng mình sẽ bị cắn. Ở đây thì con rết này thì mình đang quyết định làm một cái bể riêng để mình nuôi. Vì vậy mình sẽ thuần phục nó bằng cách cắt răng nanh của nó. Thì nếu trong tự nhiên của nó ấy, nó bị cắt răng nanh các bạn, thì nó sẽ không kiếm được con mồi và có thể bị chết đói. Nhưng mà trong môi trường bán tự nhiên thì mình thiết kế như thế này, thì mình sẽ cung cấp thức ăn đầy đủ cho nó vào từng ngày, chúng sẽ không bị chết đói, mà cái vấn đề không quan trọng mấy với nó. Nhưng mà nó cũng có thể thay răng qua mỗi cái lần lột xác của nó. Nếu mà các bạn cắt răng mà để cho nó làm vật cưng, thú cưng như mình ấy, thì phải nên cực kỳ để ý nha các bạn. Nếu mà nó lột xác ấy thì răng của nó sẽ mới và nó có thể khiến bạn những cơn đau, cơn rứt thì bạn biết rồi đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt con rết này để mình cắt cái năng của nó đi. Con rết này thì nó là một con rết tự nhiên hoàn toàn nên là nó rất là hung dữ luôn các bạn. Nhưng mà vì lâu mình mới bắt được con rết to như này nên mình mới quyết định rằng sẽ cắt răng nanh của nó để mình có thể cầm nắm nó dễ hơn. Mình sẽ sử dụng cái nhíp này, mình bấm cái răng nanh của nó, bấm nông nông thôi. Chỉ cần nó không cắn được là nó không tiết được cái nọc độc vào tay bạn là được. Bây giờ thì mình sẽ tì đầu xuống này, bắn đầu xuống. Cái việc cắt răng nanh này cũng rất là nguy hiểm, chẳng kém như cái việc mà cho nó cắn đâu các bạn. Vì vậy nên khi mà cầm được cái răng của nó cắt đây phải rất là cẩn thận, không là các bạn sẽ bị nó cắn ngược lại. Mình đã cầm được cái răng nanh của nó rồi. Rồi, bạn nhìn bấu chân mình này. Chân nó thì rất là cứng, sắc. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái nhíp và mình cắt cái nanh sắc của nó đi các bạn ạ. Thì mình có thể thoải mái cầm tự do chơi nó được. Ok, thì đầu tiên mình mới cắt cái răng này trước. Rồi, mình cắt thêm một cái răng nanh của nó đó các bạn. Sau mình cắt tốt cái răng nanh này nữa. Rồi xong, nó chỉ một khoảng thời gian thôi là nó sẽ hoàn toàn lành những vết thương. Bây giờ thì mình sẽ thả ra thoải mái. Với cách này thì mình có thể chơi đùa con rết này mà không bị sợ nó cắn bạn. Lần trước khi mình làm video các bạn thì mình có bị nó cắn sượt ra da đấy các bạn, mà mình nó bị đau nhức được khoảng hơn 8 tiếng. Đêm đó mình không ngủ được luôn. Đấy mới chỉ cắn mà tiết một lượng nọc độc rất là nhỏ vào trong da thịt mình thôi các bạn. Còn nếu mà nó bị cắn trực diện các bạn ấy, không biết rằng với cái lượng nọc độc của một con rết chúa với kích cỡ như này nó tiết ra thì nó sẽ khiến bạn như thế nào đi nữa. Cho nên là cách mà mình thuần một con rết để khiến nó không còn là mối nguy hại. Mình sẽ nuôi con rết này đến khi nào nó gọi là kịch kim, xem mà nó lớn đến cỡ như thế nào. Chân nó chỉ dễ tiếp xúc ở những cái mặt phẳng gồ ghề đó, còn da mình có vẻ như hơi trơn với nó. Và trên đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn thuần phục một con rết chúa. Nó rất nguy hiểm nên các bạn không nên tự thực hiện. Và nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên theo dõi những video về những chủ đề về động vật khám phá, thử thách nguy hiểm cũng như không giới hạn của mình nha. Bye bye.